Xin chào các bạn. Lâu lắm rồi mới được một ngày nắng đẹp như hôm nay. Nhìn bầu trời này không có một cọng mây nữa. Nắng thì ấm, lạnh lạnh như mùa đông. Lạnh lạnh như Đà Lạt. Đà Lạt mùa thu. Mẹ ru con ngủ. Tại vì chỗ này nó im ru không ai hết. Lâu có chiếc xe điện chạy qua. Xe điện nó bây giờ rất là thịnh hành, ai cũng mua hết. Mình là ghét nhất cái đó. Ghét nhất là cái thằng sếp của cái công ty đó. Anyway, để coi hôm nay có gì vui chia sẻ. Ui, giờ lắm cấm. Thôi bây giờ xong cái đi chạy tuốt ra tới ngoài quán ngồi ăn. Nhớ lại quên đem theo cái bóp. Giờ phải chạy ngược lại lấy. Phải chạy ra rước thằng con mới đi. Ngồi ăn ngoài đó. Anyway. Kiểu này là ăn xong rồi không có tiền trả, phải ngồi rửa chén. Giống như ở Việt Nam mà. Rửa chén trừ cơm. Già cả hay là bị mổ ốc. Không biết cái nào nó cứ quên tới quên đuôi. Quên đầu riết. Khủng. Ăn cam vô cho nó bổ ốc. Nói vậy chứ ăn cái gì. Tới cái tuổi nào đó rồi thì mình chịu thôi ha. Anyway. Ra lại gặp con có nó ngồi ăn. Có người chê nói làm YouTube phải mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng đồ lên YouTube chứ ngồi gì đâu mà nhìn đầu tóc bù xù, nhìn nó giống như ông già. Thì nói cũng đúng thiệt. Làm gì làm, mình làm YouTube là mình phải nhìn cho nó. Ô, sao nó xéo xéo vậy? Nhìn cho nó đàng hoàng tử tế chút ha. Anyway, trên đường về ghé chợ cho con nó ăn trưa. Cái mình định tính mua ổ chả lụa thôi. Mà sao chả lụa này ngộ vậy ta? Lũng. Giống như cái áo thun rộng. Cái nhìn thấy bánh mì mới ra lò thơm ngon quá thôi mua. Một ổ vậy mà chắc mình không ăn hết một ổ đâu. Tại vì mình đang kiêng cử. Mà nó bán thì nó không có bán một cái ổ vậy, nó bán tới 4 ổ bánh mì. Cho nên mai phải đem qua cho bà chị ăn. Xong rồi thấy nem cũng thèm. À, thấy gì nữa, thấy bánh ú mấy bánh gì quên mất rồi, bánh mặn mặn ở trong nó có thịt bò. Anyhow, vừa quên cái dao. Lấy cái dao là mình cắt ra. Sao cái cục chả lụa này ngộ vậy ta? Nó rộng phồng phình luôn. Hình như nó có vấn đề bên trong, nó bị teo lại hay sao vậy? Cục chả lụa người ta bó lại chặt lắm mà. Nó bị móp. Ok. Thấy nó cũng nóng. Có nhiều lúc cái bên trong nó còn hồng á, mình sợ chưa chín, nhưng không biết chắc chín này không sao đâu. Nấu ổ bánh mì rồi, đem về tới nhà cái nó nguội hết nóng giòn rồi. Rồi ăn nửa ổ bánh mì với miếng chả lụa. Ngon quá. Nói chuyện ăn mà cứ ăn cái kiểu tinh bột không mà.
chà. Trên đường về mình nghĩ ra có nhiều chuyện vui kể mà giờ sao quên hết rồi. Đậu đuối. Mình mua đồ xong cái mình ấy hỏi bán bánh mì sao, cái thằng nhỏ nó mới nói là 4 ổ 3 đồng rưỡi. Cái mình móc ra thấy có 3 đồng lẻ, móc ra đưa nó xong nó nói thêm 50 cent nữa. Cái mình đưa nó thêm 50 cent xong mà đứng đó chờ nó thối lại trả đồng. Cái nó nói 3 đồng rưỡi chú. Cái nó lẩm cẩm đưa xong còn đòi tiền thối nữa. Giống như là mình nhớ lại hồi ở đó Việt Nam đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, cái chiếc tàu cánh chìm vậy đó, mỗi vé là 400 ngàn, hai vé là 800 ngàn. Mình nhớ mình với mẹ già đi, cái móc trong túi rồi móc đưa 500 ngàn, cái mình chờ thối tiền. Cái nó đứng nhìn mình ngoài, cái mình nói ủa không thối hả, cái nói đưa có 500 ngàn mà thối gì cha nội. Đúng. Ở Việt Nam là tại vì mình thấy lủng củng ba cái số 0 nhiều quá lần đầu tiên vậy mà. Thiếu dưa chua. Ok. Nhiều khi mình mua cái ớt trong chợ về nữa. Ngắn cây. Trái này cây. Ngon quá. Tối nay ăn cái bánh này, bánh gì quên mất rồi. Bánh giò. Là lắm cẩm, quên đầu quên đuôi. Lúc này mình phải cần kén ăn, kiêng ăn chứ. Thì thấy cái gì cũng ăn được hết. Nhất là đến bây giờ thăm nhà bà chị, ba cái đồ ăn lặt vặt nó mình cứ bóc miếng thì thôi xong. Nem này nhiều khi mình ăn nhầm. Ở Việt Nam mình nó gói bằng cái lá gì đó thơm. Cái này thì không. Nói chuyện quên đầu quên đuôi hết trơn. Chẳng nói gì. Ây da. Đừng nói là ớt cay, có nhiều lúc mình ngồi ăn miếng nem á, thấy trái ớt đỏ ngon quá, cắn vô miếng cái nó cay, trời ơi nó cay điếc luôn. Cay thì mình ăn cũng được, nhưng mà ăn phải vừa vừa cay à. Nhiều trái ớt nó cay phỏng lưỡi. Ngon quá. Kẹp trái lụa thôi mình thấy ngon. Vậy chứ mình ăn có miếng dưa chua vô ha. Rạo ngò là vô thơm. Người ta hay thích ăn bỏ mayonnaise. Mình thì không dám. À.
ăn miếng cây nó đổ mồ hôi. Lúc về Việt Nam mà ngồi xuống cái quán nào nó cũng để mấy cái trái ớt hiểm ở trên. Trời, nó thơm mà nó cay. Đi Việt Nam chơi hồi năm 2010, giờ gần 14 năm là chưa vậy. Có nhiều người năm nào họ cũng về á. Ngon quá. Muốn ăn thêm mà không dám. Ăn cái nem. À, mà ngộ ha. Mình nhớ hồi nhỏ cái gì cũng có cái này cái nọ, chứ đâu có gọi cái chiếc. Chỉ có chiếc xe là chiếc đũa gì thôi. Bây giờ thì coi tiếng Việt Nam mấy đứa nói gì chiếc áo rồi chiếc phone, chiếc tùm lum lá, mình nói ngộ. Coi thử, cắn thử cái ớt cay không? Không cay. Ê, cái nem. Ngon. Ngon quá. Cái nem này cũng hên xui nha. Trong tiệm nó bán để cho nhiều khi mà để hơi lâu nó bị hư, ăn vô trời ơi, đau bụng chết luôn. Anyway, ăn ngon quá. Tối nay chỉ ăn húp miếng canh là đi ngủ thôi. Không ăn tinh bột nữa. Ít ra mình cũng bỏ được chút xíu. Thôi mình tạm chào nha. Giờ đi nằm xuống coi YouTube một chút. Ăn xong ngon thiệt. Lúc nãy ghé vô trong chợ có mua tờ vé số. Đọc đắt là 5 triệu đô la. 5 triệu đô la cái là mình hú sướng. Không có tiền thì hú, có tiền thì hú, trúng số thì hú, mẹ hú ham vọng. Ok, để coi coi trúng không nha. Đánh cạo mình sợ nó, ok cãi nó đi. Ở bên đây Tết con rồng, cái nó ra cái tờ giấy số rồng rắn đang nó bán cho mấy người ở đông nè. Cái này là cái hàng số mình mới cạo này là cái số của mình á, mà nếu như mình dò sao mà trúng với trùng với cái số dưới đây là cái giải đó, trúng giải cái giải đó. Ở dưới đây nó có cái giải, có cái số và cái giải. Nếu mình trúng cái số đó, thì mình sẽ coi coi mình trúng được giải bao nhiêu. Thí dụ như cái số đầu ha. Số đầu chặt lắc rồi. À, cái số đầu mình là 41. Thì mình dò trên không có trúng số nào hết. Nếu mà trên đây nó có cái số 41 đó, thì mình sẽ trúng cái giải 20 đồng. Đó. À, tương đương là cái giải cái cách chơi vậy đó. Còn nếu như mình trúng độc đắc thì 5 triệu đô. 5 triệu đô nhưng mà mình phải lãnh 30 năm thì phải. Chưa bao giờ trúng cho nên mình không biết rõ luôn. Có đọc qua rồi nhưng mà quên mất đi. Rồi. Hàng đầu của mình không có trúng trùng số nào hết. Có xém số 37. Nhưng mà ở trên này là số 38. Hụt số. Rồi, nhiều hụt nhiều lắm. 17 này trên đây 18. Rồi 24 thì 23, 22. Yeah.
xém không à, xém trúng. Chơi sát chơi là cái số này nó khó trúng lắm, cái xác suất của nó hầu như là trên mấy triệu, nghĩa là cái odds nó khó lắm. Người ta nói dễ trúng bị trời đánh hơn là bị trúng số nữa. Hàng thứ hai cũng không trúng không. Thường thường cảo là thua thôi mà, còn lâu lâu thì trúng được 10 đồng 20 vậy đó. Trời ơi, khi nào mà trúng được cái số 5 triệu cái mừng hết lớn luôn. Lớn hết nổi rồi còn gì nữa, hết lớn. Ba hàng này cũng chặt, bốn hàng đấy, ba hàng này mà cũng không trúng, không có số nào trúng hết. Thôi cạo cho nó xong đi, trúng thôi. Chơi giống cái kiểu như nặng nút, với nặng từng đánh bài cào cái nặng. Rồi thường thường mình cạo mình thấy cái số nào mà nó cứ xém là coi như cái tờ đó không có trúng rồi. Mấy cái số xém trúng là nó làm cho mình vui, không có trúng được xém không à. Rồi coi như là xong rồi đó. Số xém không à. Rồi chặt lắc như cái đất. Không có một cái số nào trùng hết. Coi như 20 đồng. Bye bye. Đúng là ẩu tả. Mình nhìn thấy không trúng gì hết, coi sơ nhưng mà mình dò bằng cái máy lại thì nó để nói là mình trúng được huề, coi như là mình được một cái free ticket để coi cái số nào của mình hụt đi. Sao mình hụt cái số nào vậy trời? À, số 29 đây. Cái số 29 đây nè, cái mình có cái số 29 ở trên đây. Bên đây chứ. Không, trên cái số hàng số này có 29 nè, đây mình có số 29 dưới đây. Để mình nhờ là cái double check lại. Không thôi là quăng thùng rác là coi như lỗ rồi. Thấy không? Chúng một cái ticket. Coi như là mình đổi lại cái này giá 20 đồng, nếu mình đổi lại thì nó trả lại 20 đồng quầy vốn. Chơi tiếp. Bye bye.